Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Piano Minh Phụng. Hôm nay mình sẽ làm review cây PE88 của Artesia nhé. Chúng ta sẽ cùng khui ra nha các bạn. Ở đây chúng ta có một cái giải để sách, nó nằm ở phía bên phải của cây đàn. Lưu ý là chúng ta sẽ có một cái cục nguồn và cục pedal nằm ở phía bên phải nha. Ở trong cái thùng đàn chúng ta có tất cả những phụ kiện sau đây. Đầu tiên là chúng ta có một cục pedal, một cục nguồn. Tiếp theo đó là một sách hướng dẫn sử dụng, và nhà sản xuất có cho chúng ta thêm một cái giá để sách nữa. Về tổng quan, chúng ta có một cây đàn đầy đủ 88 phím full size của một cây piano tiêu chuẩn, với tất cả các nút bấm được hiển thị rất là rõ ràng. Và các bạn có thể thấy là nó có rất là nhiều nút bấm, nên là mình nghĩ nó sẽ có rất là nhiều chức năng nha. Và thêm nữa là cái biểu tượng ATCA và màn hình LED cũng là cái điểm nhấn. Cộng thêm, nếu mà các bạn bật điện lên thì sẽ thấy là cái nút Big Bang này nó sẽ màu đỏ. Nhìn chung là nó rất nhỏ gọn và tiện lợi. Đặc biệt là cây đàn này có thể sử dụng pin, cho nên các bạn có thể mang đi rất là thuận tiện. Trên cây đàn PE88 này mình thấy có khá là nhiều chức năng phổ biến, như là metronome, tab, tempo, voice, harmony, hay là các điệu sing star stop, băng tiếng, cao hơn nữa là freeze. Nhưng ngoài ra đặc biệt đó là hai chức năng duet và GM voice. GM voice có nghĩa là khi các bạn cần lấy những cái tiếng và điệu mà các bạn thích lấy liền nhấn vào một phát là các bạn sẽ lấy được cái tiếng nó liền. Và duet có nghĩa là nó sẽ phân tách ra cây piano này thành hai cây độc lập để các bạn có thể đánh một lúc hai người khác nhau. Cây PE88 này có hơn 130 tiếng, bao gồm các tiếng như là bass, sing, brass, violin, organ, piano, piano air. Hãy cùng mình nghe thử những tiếng trên cây đàn này nhé. Cái đàn có tất cả là 100 điệu bao gồm như là pop, ballad, funky vân vân. Chúng ta hãy cùng nghe xem các điệu ở trong cái đàn nhé. Vậy thì cái đàn này phù hợp cho ai? Đầu tiên thì mình thấy nó phù hợp cho những người có dự định muốn đi những cái liên hoan, những cái tiệc sinh nhật gia đình, bởi vì loa công suất 15W luôn, chất lượng âm thanh nó ra loa lớn rất là ổn và nó có những chức năng như là băng tiếng, freeze và những chức năng rất là cơ bản của những chiếc organ. Ngoài ra thì có thể sử dụng cái đàn này cho việc tập ở nhà, những cái bản classic hay là những bản nhạc nhẹ cho những bé hoặc là những người lớn đang có ý định học piano. Cái đàn này có tổng cộng 8 cổng cắm và những cổng cắm thông dụng như là nguồn, phones, pedal và midi. Ngoài ra còn có 2 cổng đặc biệt là cổng mic và pedal của volume. Cổng mic Miro đó các bạn thì chúng ta có thể sử dụng cái nút volume Miro để điều chỉnh âm thanh của Miro. Còn cổng pedal của volume thì chúng ta có thể sử dụng pedal để điều chỉnh volume âm lượng của cái đàn. Tuy là một cây piano nhưng PE88 lại có những chức năng rất là cơ bản của organ, như là có thể lưu được số băng tiếng và nó có thể lưu được tới 4 băng tiếng và mỗi băng là 5 thứ tiếng luôn các bạn. Theo đánh giá cá nhân của bản thân mình thì cây đàn này nó khá là thú vị ở chỗ là nó nhẹ nè, nó có thể mang vác đi được bởi vì có thể gắn pin vào nè, nó có thể đánh được những cái chức năng cơ bản của cái organ như là băng tiếng vân vân hay là điệu, thành ra chúng ta có thể dùng để cho những cái buổi tiệc liên hoan sinh nhật. Và tập đàn cũng là một lưu ý cho các bạn là bởi vì cái mức giá khá là rẻ, tầm 7 triệu mấy thôi, thành ra là nó sẽ phù hợp cho những cái bạn mà mới tập chơi đàn piano mà không muốn đầu tư quá nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video hôm nay của mình. Hãy đến trải nghiệm sản phẩm tại địa chỉ 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 nhé. Và khi các bạn mua sản phẩm ở đây sẽ được tặng một cái dây cáp midi, một cái chân đôi X và một cái đầu chuyển 3 ly thành 6 ly. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu có thắc mắc gì thì hãy comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.